Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh gọi là Kinh Chuyển Hóa Cái Tôi. Quý vị nghe lần nào chưa? Nhưng mà tư tưởng của nó thì quý vị cũng đã nghe rồi. Sở dĩ mà chúng ta nói như vậy là để nói với nhau là những gì mà chúng ta nói với nhau đó, nó có trong kinh chứ phải không? Chứ không phải mình bịa ra để nói. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh này là Kinh Chuyển Hóa Cái Tôi. Xin thưa đại chúng là những kinh mà Đức Phật dạy đó, nó có đối tượng hẳn hoài, nó có câu chuyện hẳn hoài. Và vì sao Đức Thế Tôn lại dạy như vậy? Câu chuyện này như sau. Tôi nghe như vậy, khi Đức Thế Tôn ở tại rừng Đại Lâm, giảng đường Trùng Cát thuộc Xá Vệ, thì có ni kiền tử tên là Sắc Cha Ca, người này rất là hiếu chiến, với những cái lý luận rất là sắc bén. Ông ta nói như thế này nè: ta chưa từng thấy bất kỳ sa môn hay là bà la môn nào, là vị hội chủ hay là vị giáo trưởng hay là vị A-la-hán, mà khi đối thoại với ta đó, thì cái người đó không ai là không run, không ai là không toát mồ hôi hột. Khi mà ta đối thoại với một cái cây á, thì cái cột cây nó còn sợ nữa chứ huống chi là con người. Tức là cái vị bà là cái vị này á, rất ư là cao ngạo, rất cao ngạo. Chưa thấy có vị nào, chưa thấy vị A-la-hán nào, chưa thấy có một người nào, con người nào mà đối diện với ông ta hoặc là nói chuyện với ông ta mà không run sợ trước ông ta. Cao ngạo như thế đó. Thế là vào một buổi sáng, tôn giả Mã Thắng, đệ tử của Đức Phật, đắp y vào trong thành để mà khất thực. Thì khi thấy cái vị này, vị Mã Thắng này đi khất thực á, thì ông ta mới chặn đường mà hỏi: thế nào là ngài, cái thế nào là cách mà ngài Gotama đã huấn luyện đệ tử, và đâu là giáo huấn của ngài Gotama dạy đệ tử của mình? Ông ta hỏi Mã Thắng như vậy đó. Thì Mã Thắng mới đáp rằng: giáo huấn mà Đức Thế Tôn dạy cho chúng tôi á, và đệ tử của các ngài đó là: này các hành giả, hình thái vô thường, cảm xúc vô thường, tư tưởng vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường, năm yếu tố đó không có thực thể là tại vô ngã. Các vị nghe rõ ha. Này các hành giả, hình thái là vô thường, tức là sắc đó. Cái hình thái ở ngoài nó là vô thường, cảm xúc nó là vô thường, cảm xúc là vô thường, tưởng là vô thường, cái sự tư tưởng, cái tưởng tượng của mình là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường, năm yếu tố đó nó không có thực thể cho nên nó là vô ngã. Quý vị thấy gần gũi không? Giáo lý này mình đã học rồi. Thật sự chúng tôi vô cùng thất vọng khi nghe Đức Gotama chủ trương như thế. Có thể chúng tôi sẽ có dịp mà gặp ngài Gotama tại nơi nào đó để thảo luận cho kỹ, để trừ cái tà kiến này đi. Ông ta nói Đức Thế Tôn là cái người mà không nên có những cái suy nghĩ như thế. Thế thì một hôm, ông ta có được 500 người đến cùng với ông ta đến cái giảng đường Trùng Cát để mà gặp Đức Thế Tôn. Và cần nói chuyện với Đức Thế Tôn. Thì khi đó mọi người đang đầy đủ hết rồi, thì ông ta mới nói là: ngài Gotama đang ở đâu vậy? Tôi muốn ý kiến của ngài Gotama. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đang nghỉ trưa ở một cái gốc cây ở trong rừng Đại Lâm. Thì lúc đó ông ta cùng nhiều người khác đến để thưa hỏi Đức Thế Tôn. Thì ông tới, ông nói với Đức Thế Tôn là: tôi muốn thưa hỏi ngài vài câu có được hay không? Thì Đức Thế Tôn mới nói là: hãy tự do hỏi những điều gì mà ông muốn hỏi. Thì ông ta cũng nói là: tôi đã đặt câu hỏi với lại ngài Mã Thắng, và bây giờ tôi xin hỏi ông cái câu đó là như thế nào. Và Đức Thế Tôn cũng trả lời y như rằng, y như là ngài Mã Thắng đã trả lời.
Kính thưa tôn giả, tôi có ví dụ như các loại hạt giống cây cỏ lớn lên, các loại công nghiệp dù là nhẹ hay là nặng đều nương vào đất. Tự ngã con người chính là hình thái, tức là sắc. Ông ta cho rằng cái tự ngã của con người chính là cái sắc thái này đây. Nương tựa nơi sắc thái này, cái tự ngã đó nó nương tựa nơi sắc thái này. Nó chính là cảm xúc. Cái ngã nó chính là những cái cảm xúc của chúng ta đây. Nó nương tựa nơi những cái cảm xúc của chúng ta đây. Chính là những dòng tư tưởng mà chúng ta đang có đây, rồi nó nương tựa nơi cái dòng tư tưởng này. Nó chính là những cái tâm hành và nó nương tựa nơi những tâm hành, tức là những cái suy nghĩ, những cái dòng chảy của tâm thức đang rào rạt trong tâm ta đây. Chính là những nhận thức. Nương tựa nơi những nhận thức nó tạo ra tất cả những việc làm thiện hay ác. Thì cái người này cho rằng á, tự ngã của chúng ta là nơi cái hình hình sắc này, tự ngã của chúng ta là nơi cái cảm xúc này. Hay nói một cách đơn giản hơn, khi chưa biết Phật pháp á thì chúng ta cứ nghĩ mình là mình, phải không? Ai đụng chạm mình cái gì á thì mình cảm thấy bị xúc phạm. Vì mình cho rằng mình với lại cái mà mình đang được nương gá đây, cái thân này rồi cái cảm xúc này rồi cái tư tưởng nó đang chạy rào rạt trong đây là ta hết á, chứ không có gì khác ta hết. Tuy nhiên cái bài kinh này là cái bài kinh mà để diệt trừ cái ngã mà. Cho nên chúng ta sẽ thấy Đức Thế Tôn phân tích. Và cái ông này thách đố Đức Thế Tôn là hãy trả lời cho ông biết là lời những lời mà Đức Thế Tôn dạy vô ngã là hoàn toàn sai lầm. Đức Thế Tôn mới dạy như thế này. Này Sắc Chaka ca, có phải ông nói sắc là tự ngã, thọ là tự ngã, tưởng là tự ngã, hành là tự ngã, thức là tự ngã hay không? Ông ta mới nói là kính thưa Đức Thế Tôn, quả thực là như vậy. Chúng là tự ngã, mọi người ở đây cũng đều nghĩ như vậy. Tức là ông cho rằng 500 người đang đi với ông á, đến để thách đố, và cái kiểu của các ông này là đến để dằn mặt Đức Thế Tôn, đến để cho Thế Tôn một trận, phải không? Đến để cho hạ bệ Đức Thế Tôn. Cho nên kêu đông đủ mọi người, cả 500 người đi theo mà. Đấy. Đức Thế Tôn ôn tồn mà nói như thế này. Này Sắc Cha Ca, mọi người tại đây có quan hệ gì đối với ông hay không? Ông nghĩ thế nào nếu một vị vua đã làm quán đảnh, chẳng hạn như là vua của nước Ma Kiệt Đà, vua A Xà Thế của nước Ma Kiệt Đà, có quyền lực lớn trong quốc gia của mình, muốn giết ai thì sẽ giết người đó, muốn tước đoạt thứ gì của ai thì sẽ tước đoạt, muốn tẩn xuất ai thì bị tẩn xuất. Việc muốn làm là hãy làm, có được hay không? Thì ông này mới thưa là bạch Đức Thế Tôn, được, người làm vua của một nước nhỏ muốn làm gì thì đã làm được rồi, huống chi là những vị vua lớn mà đã làm lễ quán đảnh, có nghĩa là những vị rất ư là có power, muốn làm gì đó thì làm. Thì ông ta mới, thì Đức Thế Tôn mới nói như thế này: ông nghĩ thế nào khi ông nói rằng sắc là tự ngã, ông có quyền gì đối với cái sắc ấy? Ông có ra lệnh cho sắc thái của tôi phải như thế này, không được như thế khác hay không? Việc đầu tiên là nói về cái sắc. Nếu ông cho rằng cái sắc này đây đó, tức là cái hình hài này đây, cái bóng dáng này đây á, là tự ngã của ông, thì ông có quyền gì đối với cái sắc này hay không? Ông có ra lệnh cho cái sắc này nó như thế nào được hay không? Hay là ông ra lệnh cho cái sắc này nó không như thế nào được hay không? Đây, chúng ta thấy rõ ràng ha, Đức Thế Tôn ví dụ mà đưa ra một cái hình ảnh rất là cụ thể, không có dối gạt gì hết. Ông cho rằng hình hài sắc tướng này là tự ngã, và cái tự ngã của ông nó theo cái hình hài sắc tướng. Ví dụ như ông cao thì cái tự ngã của ông cao, ông đẹp tự ngã ông cũng đẹp, ví dụ thế. Thế thì ông có thể nào kiểm soát được cái mà ông gọi là của ông đó hay không? Ông có quyền gì, như là một vị vua vậy đó, muốn người ta chết là người ta phải chết, thế ông có thể điều khiển được cái sắc, cái hình dáng của ông hay không? Ông có muốn nó ông cao hơn 1m8 được không? À, ông có muốn là cái lỗ mũi của ông nó đẹp, nó cao lên mà khỏi phải đi thẩm mỹ viện được hay không? À, thế là hoàn toàn không. Ông muốn sáng ngủ dậy mà miệng mồm nó thơm tho được hay không? À, hoàn toàn là không được. Đấy. À, được hỏi như vậy thì Sắc Cha Ca hoàn toàn im lặng. Đã 2 lần hỏi ông vẫn im lặng không thể trả lời.
Đức Thế Tôn bèn nói, ông nên trả lời, nay không phải lúc là ông im lặng. Đấy, tức là lúc trước là rất là xông xáo phải không, đến để hỏi Đức Thế Tôn, nhưng mà khi Đức Thế Tôn hỏi lại thì ông hoàn toàn im lặng. Bây giờ Dạ Xoa, tên là Kim Cương Thủ, đang cầm cái chùy sắt lớn phun lửa đỏ hừng hực, đứng trên hư không, đứng gần Sắc Cha Ca, phát ra ý định rằng nếu như mà Thế Tôn hỏi lần thứ ba mà ông không trả lời thì vị thần Kim Cang là sẽ đập cho ông nát đầu. Nhưng mà chỉ có cái vị Sắc Cha Ca này và Đức Thế Tôn là người nhìn thấy được cái vị thần Kim Cương Thủ mà thôi. Cho nên á, khi mà ông ta nhìn thấy ông Sắc Cha Ca này á, hoảng hốt sợ hãi, lông tóc dựng ngược, tìm cái sự che chở và nương tựa cái sự an ổn của Đức Thế Tôn, nghe là biết sợ hãi rồi ha. Và liền thưa thỉnh Đức Phật hỏi lại cái câu hỏi. Đức Phật liền hỏi, ông nghĩ như thế nào khi ông nói rằng sắc là tự ngã, ông có quyền gì đối với sắc hay không? Ông có ra lệnh cho sắc thái của tôi phải như thế này, không được như thế khác hay không? Ông hãy suy nghiệm cho thật kỹ, sau đó trả lời. Lời nói của ông bây giờ trái ngược với lời nói lúc đầu, đầu đuôi lộn xộn, không có thống nhất. Khi ông nói rằng thọ là tự ngã, vậy ông có quyền gì đối với thọ đó hay không? Đơn giản là cái thọ, ví dụ như chúng ta hít thở đi, thọ nhận cái hơi thở vô, mình đâu có quyền gì đó. Cơm vô, mình cũng không có kêu nó phải biến đổi cái này trở thành tế bào của gan nha. Và mình cũng không kêu nó là cái phần này ta ăn vô là mày phải biến thành tế bào máu nha, hoặc là cái này ăn vô là mày phải chuyển thành tế bào thần kinh nha. Ví dụ thế. Chúng ta ăn cái gì vô hoặc là chúng ta thọ nhận cái gì đó là tự nhiên nó theo cái tiến trình sinh và diệt của nó đi theo cái tiến trình của nó thôi. Mình không có cách gì mình bảo là cái này phải đi theo cái này hoặc đi theo cái kia được hết đó. Cái đó rồi, cái thọ về cảm xúc cũng vậy. Ông có được quyền ra lệnh như thế này, cảm xúc của tôi phải như thế này mà không được như thế khác hay không? Ví dụ như đại chúng bị la, bị mắng, mình có buồn không? Thế là mình phải nói cái cảm xúc mình đừng có buồn nha. Phải không? Chúng ta cũng có thể làm được việc đó, nhưng xin thưa, chúng ta hoàn toàn bỏ phế cái cảm xúc của mình đi theo. Ví dụ ai làm mình vừa lòng, cái tự nhiên mình thích thú người ta. Ở đời nó có cái rất ư là ngộ nghĩnh, đó là cái gì đẹp đó thì người ta thích. Người nào đẹp thì được nhiều người thích, người nào xấu thì được nhiều người ghét. Cái gì mà vừa ý mình thì người ta thích, cái gì không vừa ý mình thì người ta ghét. Phải vậy không? Cái nhung gấm lụa là cũng vậy, cái gì mà chúng ta cầm nắm mà nó nhẹ nhàng, nó thư thái á, thì mình lại thích. Cái dòng tưởng của tôi phải như thế này mà không được như thế khác. Tâm hành của tôi phải như thế này mà không được như thế khác. Nhận thức của tôi phải như thế này mà không được như thế khác. Kính thưa Đức Thế Tôn, kính thưa Tôn giả, không thể như vậy. Hãy suy nghiệm kỹ rồi hãy trả lời. Những thứ sắc thái, cảm xúc mà dòng tư tưởng, tâm hành, nhận thức là thường còn mãi mãi hay là vô thường? Đức Thế Tôn hỏi như vậy. Ông trả lời là kính thưa Tôn giả, chúng đều là vô thường. Bây giờ là bị khuất phục rồi ha. Cái gì vô thường thì cái đó khổ hay vui, tức là khổ hay là hạnh phúc? Đức Thế Tôn hỏi như thế. Hễ cái gì nó vô thường thì cái đó nó khổ hay nó là hạnh phúc? Bây giờ các vị cũng có thể trả lời được. Và rõ ràng là ngày xưa đó, những cái trường phái triết học lúc bây giờ người ta khác chúng ta dữ lắm. Thời mà Đức Phật còn tại thế đó, trên đất nước của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ là có tới 92 cái trường phái triết học lận. Mỗi một người họ chủ trương một cái khác nhau về cái đời sống. Cho nên là có nhiều cái yếu tố, có nhiều cái tư tưởng mà khi Đức Thế Tôn xuất hiện ra đời phải chống chọi với tất cả những cái tư tưởng đó. Và giống như là một kẻ hào hiệp vậy đó, bao giờ cũng bị những cái tay khác nó đến để nó thử sức, nó đến để nó khiêu chiến. Mà Đức Thế Tôn phải là những người phải ra trận thôi, không cách gì hết.
nó đến nó hạ nhục như thế này, nó đến nó đem những cái lý luận để nó bẻ lại những cái lý luận mà nếu như mà Đức Thế Tôn không thể giải đáp được thì rõ ràng rằng Đức Thế Tôn phải thua thôi. Kính thưa tôn giả, vô thường là khổ. Cái gì vô thường, khổ đau, biến hoại cần được quán chiếu hợp với chân lý như phán đoán. Cái này nè, cái này thực sự không phải của tôi, không phải là tôi, lại càng không phải là tự ngã của tôi. Có ba câu này các vị thuộc chưa? Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Đây chính là cái câu mà Đức Thế Tôn dạy trong cái bài kinh này ha. Ông nghĩ như thế nào? Ai luyến ái là khổ, chấp trước vào khổ, tham đắm vào khổ, quán khổ mà nói rằng cái này của tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự ngã của tôi. Quan niệm như vậy, người ấy không thể thấu rõ được khổ đau của chính bản thân mình, do vậy không thể diệt trừ tận gốc được cái khổ đau đó. Như có một người muốn cái lõi cây, người ta đi tìm lõi cây, cho nên người ta cầm một cái búa thật là bén đi vào trong rừng sâu. Khi đi vào trong rừng sâu á, thì người đó gặp một cái thân của cây chuối thật là cao to, và nó suông đuột rồi, nó không có nhánh lá gì hết. Thế là cái người đó lập tức mừng quá, chặt cái cây chuối đó và vác đi về. Ông ta đi về sau đó rồi, ông ta cố gắng lột cái vỏ ngoài ra, lột cái vỏ trong ra, lột tiếp để tìm thấy cái lõi cây, nhưng sẽ không bao giờ tìm được cái lõi cây. Chúng ta cũng là người giống như cái kẻ kia vậy đó. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời, lăn lộn trong cuộc đời để chúng ta muốn được cái danh phận trong cuộc đời. Tức là chúng ta đi tìm cái lõi cây đó, nhưng mà chúng ta lại tìm sai cái cây để lấy lõi. Chúng ta đi vào trong rừng cũng cầm một cái búa thật bén, tức là chúng ta phải tốn thời gian để đào luyện, kiếm được một cái thanh kiếm bằng trí tuệ, bằng cái trí của thế gian, bằng cái nghề nghiệp, để dùng cái phương tiện đó mà để lấy, để kiếm được cái tài vật của thế gian, kiếm được cái tiền bạc, kiếm được nhà cửa, vân vân. Để kiếm được một nơi nương tựa vững chắc, đó là đi tìm cái lõi cây. Ấy thế mà chúng ta đi vào trong rừng, tức là vào trong cuộc đời này, lăn lộn với cuộc đời, biết bao nhiêu chông gai trên cái con đường đi vào rừng đó để chúng ta vượt qua hết. Cuối cùng chúng ta vác về một cái cây, đó là cây chuối. Phải không? Để rồi bây giờ đi về tới cái tuổi này ngậm nhấm, lột từng cái bẻ chuối ra để tìm cái lõi cây, thì thật sự là không có cái lõi cây. Cho nên các vị thấy đó, lời của Đức Thế Tôn dạy thấm thía vô cùng. Mà mình cả một cuộc đời mình lăn lộn với dòng đời, bôn ba với dòng đời để mong muốn tìm được một cái cây, mà vào trong rừng thấy không có cây nào đẹp như cây chuối hết trơn á. Phải không? Nó suông đuột và nó tròn, thật là tròn, nó bóng bẩy hết trơn á. Chỉ cần chặt cái gốc mà cũng nhẹ nhàng, rồi chặt mấy cái nhánh nữa là vác nguyên cây chuối về, ngon lành. Mà hay hả? Cây chuối mà không có cái lõi ha. Các vị đã bao giờ uống nước cây chuối chưa? Chưa hả? Rồi vậy là các vị hạnh phúc vô cùng. Cây chuối cho heo ăn, đúng rồi. Nếu mà biết cây chuối cho heo ăn, có nghĩa là cũng sinh ra ở nhà nông. Thế thì kính thưa vị, là hồi nhỏ, nhỏ lắm lận, tôi cũng đi chăn trâu. Và xin thưa là trong cái mùa nắng nóng mà mình khát nước á, mà đến những chỗ nào có cây chuối á, thì không còn sợ nữa. Chỉ cần bẻ một cái thanh tre nhỏ nhỏ thôi, bằng cái đầu ngón tay này, bằng chiếc đũa vậy đó, và đâm vào trong cây chuối đó, là nước tự nhiên chảy ra thôi. Mình uống cái chuối, nước cây chuối. Thế thì bây giờ là các vị đi đâu đó mà gặp cây chuối là biết là có nước uống rồi ha. Thầy uống rồi thầy. Thì đương nhiên. Ngọt phải không thầy? Dạ không, nó chát chát. Nước của cây chuối nó chát chát. Dạ. Tức là bao nhiêu thứ mà nó nằm ở trong đó thì mình đâu có biết. Cứ thế thôi, xin thưa. Dạ, đó là sự thật. Dạ. Bây giờ Đức Thế Tôn để lộ kim thân cho mọi người thấy, và ông Sakkacha đã trở nên lặng người hổ thẹn, thụt vai bàng hoàng, cúi đầu lặng câm. Trong hội có một người liền bạch Đức Thế Tôn: như một cái hồ sen cách làng này không xa có một con cua,
và rất nhiều người nam người nữ tìm đến cái hồ này để lặn bắt cái con cua đó đem lên trên mặt đất, và sau đó là mọi người bẻ càng cua, bẻ chân cua, thì sau đó bỏ lại nó xuống ở dưới hồ, thì con cua kia không thể bắt bơi được mà chỉ lặn luôn xuống ở dưới đáy hồ. Thì ông ta mới nói là dạ bạch Đức Thế Tôn, sắc cha ca này bây giờ cũng giống như là con cua là bị chơi lại ha. Thì trong những người mà ông ta kéo đi tới để mà thách đố với Đức Thế Tôn thôi chứ không ai hết. Ông ta nói là sắc cha ca cũng giống y chang như con cua, bây giờ đã bị bẻ càng, đã bị bẻ chân rồi, cho nên là chỉ có nước mà lặn xuống ở dưới hồ sâu mà thôi. Sắc cha ca, vị đệ tử thánh này sắc cha ca, vị đệ tử thánh với các sắc pháp, cảm xúc, dòng tưởng, tâm hành, nhận thức quá khứ, hiện tại hay là những tương lai, dù nội hay ngoại, dù thô hay tế, dù đẹp hay xấu, dù xa hay gần, thấy được như thật bằng chánh trí tuệ, cái này thật sự không phải là tôi, không phải là của tôi, lại càng không phải là tự ngã của tôi. Cho đến khi vị đệ tử thánh mới thật sự là chấp nhận giáo huấn, hành trì giáo huấn, nghi ngờ đã dứt sạch, do dự không còn, thành tựu được vô ý và không cần nương tựa vào bất cứ ai trong giáo hội. Cái vị này hỏi Đức Thế Tôn á, là cho đến khi nào mà cái vị đệ tử của Đức Thế Tôn chứng đạo cho đến không cần nương tựa vào Đức Thế Tôn và cũng không cần nương tựa vào giáo hội nữa. Kính thưa Ngài, cho đến mức nào thì một vị tỳ kheo A-la-hán, các lậu đã hết, tu hành đã hoàn tất, việc làm đã làm và đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục tiêu, kiết sử đã chấm dứt và được chánh giải thoát? Câu hỏi này là câu hỏi mà bây giờ chúng ta hỏi nhau, là các vị muốn hỏi quý thầy là khi nào quý thầy được giải thoát và giác ngộ? Hay các vị tự hỏi các vị là khi nào thì biết các vị được giải thoát và giác ngộ? Các vị biết không? Đức Thế Tôn trả lời nè: Này sắc cha ca, vị tỳ kheo ấy đối với sắc pháp, cảm xúc, dòng tư tưởng, tâm hành, nhận thức, quá khứ, hiện tại hay là tương lai, dù là nội hay là ngoại, dù thô hay tế, dù đẹp hay xấu, dù xa hay gần, thấy được như thật bằng chánh trí tuệ, cái này thật sự không phải của tôi, không phải là tôi, lại càng không phải tự ngã của tôi, chứng được giải thoát, không còn chấp thủ, cho đến lúc đó vị tỳ kheo ấy là A-la-hán, các lậu đã hết, các lậu tức là những sai lầm đã hết, tu hành hoàn tất, việc làm đã làm, đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục tiêu, kiết sử đã dứt và đạt thành giải thoát. Giờ các vị đọc lại câu này ha. Đối với vị nào mà sắc pháp, cảm xúc, dòng tư tưởng, tâm hành, nhận thức, quá khứ, hiện tại hay tương lai, nội hay ngoại, thô hay tế, đẹp hay xấu, xa hay gần, thấy được như thật bằng trí tuệ của mình. Khi nào mà các vị thấy tất cả những cái tư tưởng, dòng cảm xúc, thân này, hiện tại, tương lai, quá khứ, xa hay là gần, mọi thứ đều thấy với cái chánh tri kiến, cái tánh trí tuệ của mình, là cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta, thì lúc đó vị đó đạt được trí tuệ giải thoát. Các vị muốn giải thoát thì phải như vậy thôi. Thế thì các vị thấy đó, rõ ràng rằng chúng ta có thể đạt được giải thoát trong đời này. Cái giải thoát không phải là đợi lúc chúng ta chết nhắm mắt rồi thỉnh quý thầy tới tụng kinh EA, phải không? Cũng không phải giải thoát là
người đó chết xong rồi rồi chúng ta lại nằm mơ thấy người đó trở về nói tôi giải thoát rồi hay vân vân vân. Cũng phải giải thoát là cái lúc mà vì chết xong rồi chúng ta làm đám cho thiệt là lớn, xây cái mồ vài ba tỷ bạc, giết heo giết bò đãi vài chục mâm, phải không? Không phải vậy. Thế là kính thưa các vị là cái yếu tố mà Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta đây á, nó còn nguyên cái giá trị. Ngày xưa các vị thánh đệ tử theo Đức Thế Tôn chỉ vì những lời dạy này mà các vị đó thực hành chuyên chú và lắng cái tâm của mình để nhìn ngắm những cái cảm xúc, những cái tâm hành, những cái đi đứng nằm ngồi tứ sự oai nghi của mình đó mà đạt thành thánh quả trong đời. Chứ không phải là vị đạt thành thánh quả là bay lên trời hay là có thể độn thổ xuống đất, phải không? Mà chúng ta đặc biệt là ở cái vùng này, ở cái Las Vegas này, nếu mà nói như vậy á, người nào mà dựa trên những cái biến hóa ảo thuật đó thì chắc là gì đó David Copperfield là người có thể đạt được, phải không? Ông ta chỉ cần phủ cái mền lên rồi vũ một cái là có chiếc xe trong đó liền. Thì thưa các vị là mình thấy cái điều đó là cái sự ảo hóa ha. Nhưng mà rõ ràng rằng chứng đạo không phải là những cái mà biến hóa thần thánh, di chuyển, dịch chuyển tức thời vân vân vân, không phải là như thế. Mà những người chứng đạo là các vị ấy phải có cái chánh tri kiến, phải có cái nhìn như thật bằng trí tuệ, cái này thật sự không phải là của tôi. Mình phải phải thấy thật sự và phải sống với nó. Cái này thật sự không phải là của tôi. Để chi vậy? Để ly dục. Tại sao chúng ta phải nhìn thấy như thế? Là tại vì để ly dục chứ không gì hết. Nếu còn dục là còn sinh ở cõi này. Mà nếu chúng ta không còn cái dục nữa là chúng ta lại thăng lên cái cõi khác. Chứ không thể nào sống ở cái cõi này nữa. Có nghĩa là con cá thì nó phải sống với nước thôi. Cái môi trường để nó tồn tại là nước. Mà nếu con người mà không có cái dục á, thì con người không tồn tại trong môi trường của dục. Tức là nhân nào gọi là y báo và chánh báo. Y báo chánh báo nó phải có. Tức là chúng ta như thế nào thì phải sanh ở cái trú xứ như vậy, không có khác được. Đấy. Cho nên nếu mà con cá thì nó phải sống trong môi trường có nước. Nếu con chim thì nó phải sống ở môi trường của đất trời. Chứ nó không thể nào nó lặn dưới nước hoài được. Cho nên chúng ta phải thấy được rằng những cái mà xung quanh của chúng ta đây á, là những cái rất là cần thiết để chúng ta chứng đạo. Bỏ những cái thứ xung quanh này ra rồi không thể chứng đạo được. Bỏ tất cả những cái mà chúng ta đối diện hàng ngày này đây á, thì không thể nào tìm ra được đạo. Tại vì đạo nó nằm ở xung quanh mình. Tìm ra được cái yếu tố để không còn bám víu, để không còn chấp chặt, để không còn bị cái xung quanh mình ràng buộc mình nữa. Mà để có thể làm được như vậy á, thì chỉ có một cách là thay đổi cái nhận thức của chính mình mà thôi. Thưa các vị là chỉ vì một cái điều là thay đổi nhận thức, chỉ có thế thôi, mà chúng ta trở thành thánh nhân trong đời hay là trở thành kẻ bần tiện trong đời. Chỉ vì một cái nhận thức mà thôi. Chính vì lẽ đó mà khi chúng ta nói tới cái yếu tố bố thí đó, người ta bố thí mà chỉ cần mình vui với cái sự bố thí của người ta thôi cũng được công đức nữa. Thế thì chỉ chẳng qua là nói về cái gì? Cái yếu tố của tâm thức. Yếu tố này rỗng rang như thế nào, không bị bám chấp như thế nào, không bị chấp thủ như thế nào. Đừng có nghĩ là cái này là cái của tôi, phải không? Nếu mà chúng ta nghĩ cái này là cái của tôi cho nên là tôi bố thí khác người bố thí. Nó bố thí kệ nó chứ tự nhiên sao phải vui với nó, phải không? Thế thì cái lòng của anh đã hẹp hòi, đã bị đóng kín cửa rồi. Vậy thưa tất cả các vị, đó là cái mà chúng ta cũng nghĩ đời mình cũng giống như cục pin này. Thật sự đời mình nó cũng giống vậy. Nhưng mà chúng ta không biết là nó sẽ last long được bao lâu. Khi mà chúng ta còn á, còn cái năng lượng của sự sống đó, thì chúng ta mới cần thôi. Còn khi năng lượng của sự sống hết rồi thì nó có đẹp bao nhiêu, nó có tốt bao nhiêu, nó có mạ vàng ở bên ngoài cũng là cái pin hết xài. Và lúc đó chỉ có quăng thôi.
Thế thì năng lượng của đời người chính là sức sống, chính là niềm tin, chính là cái khả năng để có thể mà sử dụng được. Chứ còn mà nếu mà không có sử dụng được nữa thì xin thưa là có như thế nào thì cũng đem đi quăng, chứ không ai dám để trong nhà hết á, phải không? Chúng ta bây giờ đây á, ở trong nhà đôi khi ông xã bà xã rồi một ngày một đêm mà không có nhau là buồn là khổ rồi này kia, chứ ít bữa nữa mà lỡ chết coi, nó không dám tới nó nhìn mặt nữa. Ngay cả khi nó không, khi mà đã bỏ vô ở trong trong lò thiêu rồi đó mà còn không dám tới bấm nút, sợ bấm nút rồi ổng về ổng bóp cổ. Cho nên là đôi khi trước khi bấm nút là phải nhờ mấy thầy, nhờ mấy thầy bấm nút giùm cho con, không dám thầy ở thầy bấm nút giùm con. Dạ, nó tội như thế. Rồi khi mà nằm trong quan tài là không dám tới để mà nhìn nữa. Nhìn thì thấy là tái xanh tái mét rồi, thấy sợ quá. Còn nếu mà lỡ mà vợ hay chồng gì đó mà chết trên cái giường ở nhà là không dám nằm trên cái giường đó nữa, mà thay liền cái giường ra, đem đi đem cái giường đó ra liền, bỏ liền mua cái giường khác. Nếu mà ở trong cái nhà đó mà chết á, mà khi kêu cứu thương người ta tới á, là người ta khiêng cái xác đó xuống ở dưới giường, người ta để dưới đất. Thế thì cái phòng đó cũng không dám vô, mà đôi khi phải tìm cách để bán cái nhà đó để chuyển sang cái nhà khác nữa. Thế là kính thưa các vị rằng cái đời sống hiện tại của chúng ta đây còn sống, còn cái năng lực, còn cái năng lượng của sự sống đó, thì anh em vuốt vuốt ve ve. Chứ khi mà đã hết cái năng lượng của sự sống rồi thì rõ ràng chúng ta không xài được gì hết. Và rõ ràng những cái cảm xúc, những cái tư tưởng, những cái gì của ta lúc đó đâu còn của ta nữa đâu. Nó đã đi theo của nó hết rồi. Với tâm giải thoát, vị tỳ kheo ấy thành tựu trọn vẹn ba điều vô thượng: tuệ giác vô thượng, con đường vô thượng, giải thoát vô thượng. Được giải thoát đó, vị ấy chỉ lễ cung kính tôn trọng đối với Đức Như Lai. Thế Tôn giác ngộ những gì Phật dạy là để giác ngộ, Phật đã điều phục. Những gì mà Phật dạy là để điều phục, Phật đã tịch tỉnh. Những gì mà Phật dạy là để tịch tỉnh, Phật đã vượt qua. Những gì Phật dạy là để vượt qua, Phật chứng Niết Bàn. Những gì Phật dạy là để chứng Niết Bàn vô thượng. Đức Thế Tôn không lừa gạt mình. Và Đức Thế Tôn cũng đã từng nói là đừng bao giờ tin những gì, phải không, mà ghi chép trong sách vở, đừng tin những gì mà đã lưu truyền từ đời này sang đời khác. Đừng tin những gì dù là những người đó là những bậc đạo cao đức trọng, vân 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 vân. Ngay cả Đức Thế Tôn cũng nói là chỉ coi Ngài như là một vị lương y, là người tùy bệnh mà cho thuốc, như một người thầy chỉ đường mà thôi. Và Đức Thế Tôn cũng không thể gánh dùm cho chúng ta bất cứ một cái nghiệp nào hết, mà tất cả chúng ta đều phải là người tự nhận lấy cái hậu quả của chính mình. Được nghe như vậy, ông Sakchaka bạch Đức Thế Tôn là: kính thưa tôn giả, con thật sự là lỗ mãng, con thật sự là khinh suất, con đã dám nghĩ và dùng lời phàm tục để luận chiến với Đức Gotama. Có thể an toàn đối với người liều đấu với con voi điên, chống đám lửa hừng đấu với rắn độc dữ, nhưng không an toàn cho một người phàm mà dám khởi tà tâm chống lại Đức Thế Tôn. Xin Ngài nhận cái lời dạy cho con, nhận lại cái lời này của con đó. Ngày mai đích thân của con sẽ mời Đức Thế Tôn và tất cả các vị tỳ kheo đến để dùng cơm. Đấy. Thì Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, và ông Sakchaka liền nói với các vị 500 người đi theo của mình đó, là hãy chuẩn bị đồ ngon, đồ quý, đồ tốt để ngày mai sẽ cúng dường trai tăng. Thì mờ sáng hôm sau, Đức Thế Tôn cùng tất cả đại chúng đến khu rừng của Sakchaka, ngồi vào chỗ đã dọn xong. Ông Sakchaka tự tay hầu hạ các món thịnh soạn, loại cứng, loại mềm, trai tăng vừa xong. Thì ông Sakchaka này lấy cái chiếc ghế thấp, ngồi ở một bên và bạch với Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, việc cúng dường này nếu có công đức thì mong người cúng dường cũng hưởng được cái hạnh phúc.
Đức Thế Tôn mới dạy: Này Satchaka, đã có công đức cho người phát tâm cúng dường, những người đáng được cúng dường chẳng hạn như ông. À, sở dĩ Đức Thế Tôn gọi Satchaka sở dĩ sao là người được cúng dường, đáng được cúng dường ha. Dầu ông không phải là người không có tham. Tức là Đức Thế Tôn nói rất rõ ha. Ông á, là người được cúng dường như là ta vậy đó. Tại vì ta là người đã là ly tham. Nhưng mà ông á, là người chẳng những là vẫn còn có tham. Ông không phải là người không hề có sân, cũng không phải là người không còn si. Sẽ có công đức cho người như ông phát tâm cúng dường cho những người đáng được cúng dường như ta, là bậc ly tham, ly sân, ly si. Tuy nhiên, ông là những người đáng cúng dường là tại vì ông biết để trở về con đường lành. Thế thì xin thưa đại chúng là qua cái câu chuyện như thế này, chúng ta mới thấy được rằng tất cả chúng ta không có ai là cái kẻ tệ hại hết. Không có ai là người không thể thay đổi hết. Và rõ ràng rằng, rõ ràng chúng ta là cái người, ngay cả cái tự ngã đó, nó không phải của ta rồi, nó không phải là ta rồi. Thì cái ta này, cái ta đây nè, tất cả những cái ta ngồi đây nè, đều có thể thành Phật được hết. Có đúng thế không? Tại vì ta không phải là cái tự ngã của ta, cho nên ta nếu mà thực hành được như Đức Thế Tôn thì rõ ràng ta sẽ được thành Phật như Đức Thế Tôn. Và chẳng qua đó là ta có chịu chuyển hóa hay không, ta có chịu làm hay không. Và nếu như ta có thể chuyển hóa được đó, có thể làm được đó, thì cái tâm chuyển hóa đó đó, cái tâm đang chuyển đó đó, dẫu là vẫn còn có tham chút đỉnh, vẫn còn có sân chút đỉnh, vẫn còn có si chút đỉnh, nhưng cái con người kia cũng đáng được sự cúng dường. Cho nên các vị, đôi khi chúng ta cúng dường, chúng ta tu phước đó, mà mình lựa chọn một cái người nào mà hoàn toàn trong sạch như pha lê, thì trên cái thế gian này làm sao chúng ta thấy được người trong sạch như pha lê nếu như tâm của chúng ta hạn hẹp. Các vị muốn tìm một người trong sạch như pha lê, ít nhất mình cũng phải là người trong sạch như pha lê mới có thể thấy được người trong sạch như pha lê. Cái đó là thật. Tại vì chúng ta đang dùng một cái kiến chấp, chúng ta đang đeo một cái kiến màu, phải là như thế này mới trong sạch như pha lê. Đúng không? Nếu các vị đi tìm một người trong sạch như pha lê, có nghĩa là các vị muốn vị đó phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế khác mới trong sạch như pha lê. Có nghĩa là các vị đang gán cho mình một cái kiến màu, tư tưởng. Mình suy nghĩ rằng trong sạch như pha lê phải như thế này, mà không như thế khác. Thế các vị còn chấp không? Rõ ràng các vị là những người còn rất nặng nữa là khác. Có đúng thế không? Thế thì làm sao chúng ta có thể tìm được cái người nào mà như mình mong muốn? Cái người như mình mong muốn không hẳn là người ta đã trong sạch, chẳng qua là người ta như mình mong muốn mà thôi. Hai yếu tố này các vị thấy hoàn toàn khác nhau không? Người ta thật sự trong sạch lại khác, và cái người nào mà như mình mong muốn, như pha lê thì lại khác. Mình đang mường tượng cái pha lê, cái kiểu của mình. Thế thì kính thưa các vị rằng trong cái đời tương đối này, chúng ta chỉ có những pháp tương đối mà đối đãi mà thôi. Còn nếu chúng ta đi tìm kiếm một cái gì mà cái đó nó không có dựa trên một cái nền tảng, đó là cái ngã, cái sự chấp bám víu của mình á, thì thật sự ta làm gì chúng ta cũng phải suy nghĩ hết, đúng không? Có đôi lúc những cái suy nghĩ của mình là sai mà mình không biết, và cái tham đắm của mình, cái tham dục của mình nó khởi lên mà mình cũng không biết luôn. Cho nên ngày nào mà chúng ta còn thực hành được giáo lý của Đức Thế Tôn á, thì mình tự nhắc nhở mình: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi. Khi tư tưởng mình khởi lên, mình muốn làm cái việc gì, mình muốn định đoạt một cái gì, mình muốn nhận xét một cái gì á, thì mình suy nghĩ như thế, nó đỡ khổ cho mình vô cùng. Đôi khi người ta nói lỡ lời, hay là đôi khi người ta nói giỡn, nhưng mà lúc đó cái tâm của mình nó không có giỡn, thì mình không thể chấp nhận được. Nhưng mà rồi chúng ta phải suy nghĩ lại xem, cái này tại sao mình lại có cái tư tưởng như thế này nó khởi lên.
Và nếu như chúng ta hoàn toàn sống với cái tư tưởng thoải mái, cái tinh thần thoải mái và quán chiếu theo đúng như chân lý mà Đức Phật đã dạy á, thì mình hạnh phúc vô cùng. Đây là cái bài kinh mà chuyển hóa cái tôi. Và chính vì cái tôi này mà chúng ta trôi lăn trong vòng sanh tử. Và để có thể thoát ra khỏi cái vòng sanh tử này thì tri kiến như thật về cái tôi. Tôi không có. Cái cảm xúc này cũng không phải là cảm xúc của tôi. Phải thế không? Các vị nói là như thế, cái cảm xúc này là cảm xúc của ai? Thì rõ ràng là thân vô thường, tâm vô thường đó. Nhưng mà nó không có chủ thể, tại vì nó do duyên sanh. Nó cũng là do duyên, ai chọc mình thì mình giận, ai nói ngọt mình thì mình thương, ai mà cho mình cái gì đó thì mình vui. Rõ ràng rằng nó vô thường vô cùng. Và cái cảm xúc này nó không phải belong to you. Nó không phải là tự you mà nó có cảm xúc này. Nó cảm xúc này nó đến từ mọi thứ, mọi hướng, mọi cái hoàn cảnh nó đưa đến. Và mình cứ giữ cái cảm xúc này, và cứ giữ cái niềm mong muốn, cái sự nhận định này. Các vị thường nói chứ, ồ trời ơi, nó mà như vậy hả? Có nghĩa là trong đầu của mình đã set up nó là như thế rồi. Mà tự nhiên cái bây giờ happen cái mình nói chứ, ồ sao nó lại như vậy? À, tại sao vậy? Phải không? Có nghĩa là mình đã set up trong đầu của mình một cái kiểu nhận thức về người ta. Nhưng tâm vô thường, mình được phép vô thường, người ta cũng được phép vô thường. Cho nên ngày hôm nay người ta như thế, ngày mai người ta khác. Cho nên đâu có cái gì là phải ngạc nhiên đâu. Nó như vậy là bình thường, đúng không? Tại vì từng sát na nó đã thay đổi rồi, chứ huống chi là lâu lâu xa. Thế thì chúng ta thấy được rằng nếu mà chúng ta thường xuyên quán chiếu những lời Phật dạy, thường xuyên nghe những lời Phật dạy, thì mình sống rất là hạnh phúc, mà không có cái gì nó happen mà mình phải ngỡ ngàng hết á. Even là gia đình mình có thế nào, con cái mình như thế nào, mình cố gắng hết sức để mình có thể làm được những gì tốt đẹp cho con, cho chồng, cho vợ trong đời sống này. Để biết được cái lý nhân quả, biết được cái yếu tố nhân sinh, để có được cái tư tưởng nhìn ngắm cuộc đời mà không phải bám víu. Nhưng nếu như chuyện gì nó xảy ra rồi đó, thì cho nó xảy ra luôn. Chúng ta không có cách gì để có thể ngăn cản được cái nhân duyên. Không có ai có thể ngăn cản được cái nhân duyên nó tác hợp và nó tan rã hết. Nó đi theo cái vận mệnh của nó. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phó thác. Nhưng nói như vậy để chúng ta nói được rằng cái gì còn trong tầm tay đó thì mình còn cầm nắm, mình còn vận chuyển, mình còn làm được. Cái gì nó ra khỏi bàn tay của mình rồi á thì cũng tiếc nuối cũng vậy thôi. Cho nên nếu các vị có con, có chồng, có vợ, có công ăn việc làm này kia, chúng ta cứ làm đẹp cuộc đời đi. Làm một cách nhiệt tâm, làm một cách nhiệt tình, làm một cách có trách nhiệm, có bổn phận. Sau khi cái đó nó thành hay nó không thành gì rồi đó thì cho nó đi luôn. Tức là ban đầu chúng ta vẫn tác ý để tạo cái nghiệp tốt. Nếu như các vị nghĩ là thầy nói như vậy vô thường, đời vô thường, mình sống chi, thắt cổ tự tử quá trời rồi. Và rõ ràng những cái người đệ tử của Đức Thế Tôn ngày xưa cũng vậy. Nghe Đức Thế Tôn dạy vô thường như vậy á, cái rồi hiểu sai lầm, đi tự tử chết. Thế thì Đức Thế Tôn phải nói lại những điều ta nói, đó là bản chất của dòng đời nó như thế. Nhưng mà đời sống này mình phải tạo cái nghiệp để mình vượt thoát cái khổ mà chúng ta đang gánh chịu đây. Chúng ta đang bước vào trong một cái dòng quay của cái sự, của cái vô thường, của cái sinh diệt, của cái biết gì, của cái sự đau khổ. Mình phải biết vượt ra khỏi cái đau khổ đó, vượt ra khỏi, ví dụ như con chim, nó chỉ có thể nhìn thấy bầu trời, nó có thể sống với bầu trời cao, nhưng con cá thì nó phải sống ở dưới nước. Con cá nó muốn sống ở trên trời cao thì nó phải bỏ đi cái sinh mạng của con cá, nó bỏ đi cái thân phận của con cá, cái nghiệp thức của con cá, nó mới có thể vượt thoát được. Nhưng mà ít nhất nó cũng phải biết được rằng ngoài cái con cá ra, ngoài cái giống loại, cái chủng loại của nó ra, ngoài cái môi trường nó sống ra còn có một cái môi trường khác tốt hơn,
đẹp hơn. Nó phải, ít nhất nó không phải biết như thế. Còn nếu như chúng ta cứ nghĩ là mình là tốt lắm rồi, mình không cần thay đổi gì cả, mình như vậy là ok lắm rồi, chết rồi sẽ hết chứ không còn gì cả, bây giờ sống chỉ có hưởng thụ thôi, thế là chúng ta đi cái cuộc đời này không có nhìn thấy rõ, không có nhìn thấy hết. Đôi khi có những người họ ta nói là cái gì mà mình thấy ở trong đời á, mình thấy bằng cái đôi mắt của mình á, thì lúc đó mình mới tin. Nhưng mà cái cuộc đời này không hẳn như thế. Những gì mà chúng ta thấy ở trong đời mình á, thì đương nhiên nó có rồi. Nhưng rồi những gì mà chúng ta không thấy bằng đôi mắt này á, nó cũng có chứ không phải không đâu. Cho nên có những cái bây giờ nó xảy ra trong đời thì chúng ta tin, nhưng mà những cái nó chưa xảy chúng ta chưa tin. Nhưng mà xin thưa đại chúng là có nhiều thứ mình đâu có thấy được đâu, nhưng mà mình phải tin là nó có. Ví dụ chúng ta đâu có thể nhìn thấy được cái sóng điện từ ở trong cái không gian này đâu, nhưng mà rõ ràng nó phải có, cho nên các vị mới có thể sử dụng được phone, phải không? Phải có thể sử dụng được TV, vâng. Chúng ta mới có thể sử dụng được remote control. Nếu mà chúng ta nói là cái đó nó không có thì làm sao chúng ta có thể sử dụng được? Hay là các vị đâu có thấy dòng điện nó chạy đâu, nhưng mà đụng thử coi. Thế thì rõ ràng rằng là có những thứ chúng ta không thể nhìn thấy được, nhưng mà phải biết là nó có. Và cái qua bài kinh này, chúng tôi cũng muốn gửi gắm với quý vị là cái tôi bao giờ cũng là cái khó thay đổi nhất. Đôi khi chúng ta nói tôi là như vậy đó, tôi là như thế này, tôi là như vậy. Tôi không lệ thuộc ai, tôi sống cho chính tôi không làm gì ai, tôi không làm tội phước, tôi không ăn cắp ăn trộm, không giết chóc gì ai, cho nên tôi không cần phải sám hối, tôi không cần phải đi chùa, tôi không cần phải tu phước. Có người họ nghĩ như vậy, nhưng xin thưa là đời sống này là quà tặng, quà tặng của rất nhiều người. Không biết ai đã nghĩ ra cái từ present hả? Phải không? Present nó vừa là giây phút hiện tại này, mà nó vừa là cái quà tặng nữa. Thế thì cái moment này, cái giây phút hiện tại này rất là hay. Nó là quà tặng chứ gì nữa. Anh không có cái giây phút này, anh sẽ chẳng có cái giây phút nào khác, và cũng chẳng có cái gì khác trong đời. Anh phải có giây phút này để anh tồn tại trong ngay cái giây phút này, để anh có mọi thứ. Và nói là anh có mọi thứ cũng có nghĩa là anh sẽ mất mọi thứ, cũng cái giây phút này mà thôi. Và biết được cái giây phút này, nó chính là quà tặng vô cùng to lớn trong cuộc đời này. Và cái ngã của anh đó, anh có như thế nào cũng chỉ là một giây phút này nó định hình mà thôi. Không có cái giây phút này sẽ là không có cái gì nữa cả. Thế thì cầu mong cho tất cả các vị ngày hôm nay tu bác quan trai, chúng ta thấm nhuần cái tư tưởng của giáo lý của Đức Phật, và chúng ta giữ giới cho đến 10 giờ sáng của ngày mai cho được thanh tịnh ha. Vì cái ở chùa chúng ta không có cái phương tiện để quý vị có thể nghỉ lại ở đây, cho nên các vị về nhà, nhưng mà nhớ là các vị vẫn còn ở chùa ha. Thân thì đi về nhà nhưng mà tâm thì vẫn để ở chùa nghe. Và cho đến sáng ngày mai chúng ta sẽ lạy Phật để xả giới. Bây giờ thì mời các vị, chúng ta sẽ hồi hướng và sau đó các vị lễ Phật và đi về. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo. Dạ, xin cảm ơn tất cả đại chúng.